protein có thể trọng rất thấp là gì? VLDL. Rồi lipoprotein có thể trọng thấp là LDL. HDL là lipoprotein thể trọng nào? Vậy thì ba thằng này có ý nghĩa như thế nào trong thì nó trong cơ thể? Bây giờ nó có một người bị gì? Bị về rối loạn về chuyển hóa lipid hay là rối loạn mỡ máu thì cái lượng mà gì? Lượng LDL là nó phải tích lũy cholesterol trong cơ thể. Cho nên khi đi xét nghiệm thì cái lượng này nó phải gì? Phải nằm trong mức được chưa? Cholesterol xấu tồn tại trong cơ thể nhiều, nó dẫn đến lại nữa rối loạn về lipid máu. Còn một chỉ số nữa mình xét nghiệm nào, đó là HDL, cái lượng nó giảm. Bởi vì HDL nó chỉ thu gom vận chuyển cholesterol ra khỏi cơ thể. Mà bây giờ LDL nó tăng nhiều quá thì sao? Cái lượng mà thu gom vận chuyển này nó không làm hết cái chức năng của nó. Vì vậy mà nó sẽ tồn đọng về cái lượng mỡ xấu trong gan này, do đó ta sẽ có bệnh mà nó là rối loạn về lipid máu hay là rối loạn mỡ máu. Một chỉ số nữa là lipoprotein có thể trọng rất thấp, VLDL nặng hơn đây. Nó gây gì nữa? Nó gây tích lũy triglycerides ở trong gì nữa? Ở trong gan là nhiều. Bình thường nha, trong hành động mạch của mình à, thì cái gì nữa hành động mạch nó phải trơn, nó phải nhẵn như thế này để gì nữa cái lượng máu nó lưu thông thì lưu thông được dễ dàng hơn. Bây giờ đó với gì nữa là những cái mảng sơ vữa nè, hay là những cái mảng mà cholesterol đó, nó sẽ làm gì? Nó đóng ở trên các cái gì nữa à, hành động mạch gì nè, nó ngăn cản gì nữa, nó ngăn cản máu mình nó di chuyển. Vì vậy nó sẽ hình thành nên gì? Hình thành nên các bệnh lý mà các bạn hay gặp, ví dụ như đó với gì nữa tăng huyết áp là cái bệnh mà gì nữa cơ bản nhất mà hay trước mình gặp ở gì nữa chưa trước rồi. Và rối loạn về lipid máu nó là một bệnh lý luôn nha, và người ta sử dụng từ là một bệnh lý và liên quan đến việc các cái thông số lipid nào bị rối loạn. Mà nhắc đến thông số lipid, chúng ta sẽ có cái thông số về cholesterol, chúng ta có cái thông số về gì nữa triglycerides, hai cái chỉ số mà mình quan tâm nhiều nhất là LDL nó tăng, HDL nó gì nữa nó giảm. Vậy thì một câu hỏi gì nữa đặt ra cho ta là cái lượng gì nữa à, cholesterol nó là gì, đúng không? Hỏi mình làm rồi. Vậy thì gì nữa à, cholesterol nó là gì? Nó gì nữa à? Nó là một chất không thể tan và
bô protein có tỷ trọng gì nữa, tỷ trọng lớn rồi, và giảm cái lượng mà gì nữa ạ, giảm cái sự tích lũy cholesterol trong gì nữa ạ, trong cơ thể. Vì vậy mà cái khả năng bởi vì loại lipid ra khỏi gì nữa, khỏi thành mạch nó sẽ cao hơn. Nhưng mà có một số nhóm thuốc sau đây nè mà người ta sử dụng. Thứ nhất đó là vitamin B, rồi thứ hai là dẫn chất của axit phenoxyisobutyric mà hôm trước mình gọi cho gọi tắt nó lại nữa là nhóm fibra đó. Nhóm thứ ba là nhựa trao đổi ion, thì bản chất của những chất này nó là các cái chất mà hấp thụ rồi. Công thức của nó là một cái gì đó dạng ở dạng là polymer. Còn cái nhóm mà bây giờ người ta hiện giờ người ta sử dụng nhiều nhất nè là thuốc ức chế enzyme thử HNRCoA. HNRCoA nó là sự xuất tác của gì nữa là 3-hydroxybutyrylglycerin-CoA. Đây là một cái chất mà nó giúp gì nữa là chuyển hóa tiền chất tạo thành cholesterol và trực tiếp tạo thành cholesterol. Bây giờ mình ức chế enzyme này thì sao? Thì cái gì đó cái việc mà tạo ra tiền chất cholesterol bắt đầu là gì, giảm quá trình sinh tổng hợp của cholesterol giảm, cho nên nó là thuốc gì nữa để điều trị về gì, điều trị về gì nữa mở máu hay là gọi là rối loạn đường huyết máu á. Cơ chế các bạn gì nữa, các bạn xem ở trong các cái chuỗi mà của gì nữa của hóa sinh nha, rất là muốn gì nữa 3-hydroxybutyrylglycerin-CoA nè, rồi được gì nữa là hình thành bởi cái con tạo ra cái gì nữa từ axit malonic á, để tạo thành tiền chất tạo nên cholesterol á, nó sẽ nằm trong các cái gì đó cái chuỗi mà từ hình thành từ acetyl CoA nè, cho đến gì nữa ato acetyl CoA, nó trong các chuỗi mà gì nữa phát sinh nha. Rồi thuốc đầu tiên mà mình có đó là gì nữa vitamin B. Ngoài cái tên BV, ta sẽ còn có một số gì nữa tên khác nữa. Niacin hoặc là acid nicotinic thì công thức nó là tương tự như nhau nè. Nó sẽ có góc gì nữa là vòng vinylin là kết hợp đối với gì nữa COOH. Một cái gì nữa dẫn xuất của acid nicotinic đó là góc gì nữa amid, cho nên ta sẽ có là niacinamid. Rồi chúng ta có gì nữa là nicotinamid là thì công thức của nó là tương tự và người ta gọi đây là gì nữa vitamin B3. Bản thân đối với hai chất này mặc dù nó gì nữa nó tên gọi nó giống nhau nhưng mà gì nữa việc điều trị của nó là khác nhau. Niacin nè hay là acid nicotinic thì nó gì nữa nó là có liên quan đến mức gì giảm cholesterol trong gì nữa trong cơ thể. Còn sản phẩm của nó là amid á, niacinamid thì nó không có làm giảm cholesterol mà nó giúp cho mình điều trị các cái bệnh nào gãy nến hoặc là giảm gì nữa cái quá trình là ung thư da do không tế bào hắc tố, người ta gọi là nâng melanoma skin á. Đây là cái gì nữa hoạt chất mà người ta dẫn xuất của cái gốc gì nữa amid, cho nên còn thấy nè khác so với gốc bên này là COOH và nó là CONNH2. Về cơ chế tác dụng nó sẽ liên quan đến gì, liên quan đến cái việc mà gì nữa phân giải về lipogen cũng như là chuyển hóa về gì nữa lipid ở trong thì trong cơ thể. Mà cái quá trình mà nó gì nữa nó tham gia nhiều nhất đó là việc mà gì nữa là tạo nên là nicotinamid adenine nucleotide nè đây, và một cái chất nữa nè là NAD, đó là chữ viết tắt của nicotinamid adenine là nucleotide phosphate. Hai chất này nó có vai trò sống còn trong việc mà gì nữa chuyển hóa về các coenzyme, nó xúc tác cho cái quá trình mà gì nữa oxy hóa ngũ ở gì tế bào, vì vậy mà nó sẽ làm gì nữa chuyển hóa cái lipid trong cái gì nữa trong cơ thể. Ngoài cái việc mà phân giải từ lipogen nè, chuyển hóa lipid thì trong các phản ứng với coenzyme này á, nó còn gì nữa có tác dụng là giãn mạch ngoại vi trực tiếp là đối với gì nữa BV. Cho nên các bạn thấy nè, trong các cái trường hợp mà gì nữa người ta sử dụng để điều trị, ví dụ như là điều trị các bệnh mà gì nữa thiếu vitamin BV nè, hoặc là gì nữa thiếu vitamin đối với là nhóm B, thì cái gì nữa những cái trường hợp như là viêm loại nè, hoặc là những cái trường hợp là lỗ loét á, thì người ta cũng có thể gì nữa sử dụng được đối với là vitamin BV này. Công dụng chính của gì nữa nhóm này là nó sẽ chủ yếu để gì nữa ngoài là điều trị canxi huyết máu, còn điều trị thiếu gì nữa niacin hay người ta còn gọi là bệnh gì nữa Panclara, mà những cái biểu hiện như là viêm da nè, tiêu chảy nè, hay là đối với gì nữa sẽ có vài trường hợp là mất trí á, thì người ta sẽ sử dụng gì nữa vitamin BV để điều trị. Ngoài cái dạng mà điều trị riêng á, thì mình nó cũng có thể phối hợp với gì nữa vitamin nhóm B khác là để điều trị trong các trường hợp là sử dụng là nhiều, và chủ yếu người ta sẽ phối hợp với B1 nè.
thì trong thực tế người ta thấy rằng khi mà sử dụng gì nữa là PV nè, nó sẽ giảm từ 5 cho đến gì nữa là 20% cái lượng LDL lên. Còn nó tăng gì nữa là nó tăng HDL có thì nó sẽ tăng từ 15 cho đến gì nữa 35%. Và cái con số này là cái con số mà nó chỉ ở mức tầm trung thôi, nó không có gì nữa là nó không có cao so với gì nữa cái nhóm còn lại, đó là nhóm gì nữa là statin. Cho nên ngày nay đối với gì nữa thuốc này sử dụng khi nào, nó sử dụng như là một phương pháp điều trị giảm cholesterol cho gì, cho những người không dung nạp được statin thôi, tức là những bệnh nhân nào mà không có cái enzyme thử HGNCY kia á, được chưa? Nói gì nữa nó không sử dụng được con đường mà ức chế enzyme đó thì người ta mới sử dụng gì nữa PV để gì nữa điều trị. Dẫn chứng thứ hai là người ta gọi đó là cái gì nữa, các huyết class. Tên mà tên của nhóm này đó là dẫn chất acid phenoxy isobutyric. Công thức của nó là L7C6H5 là O nè. Nói với gì nữa là C là CH3 2 lần COO R. Trong đó thì người ta gì nữa là đối với phenoxy class nha, gốc R người ta sẽ thay thế bằng CH là CH3 2 lần. Còn trong đó L7 người ta sẽ nói với gì nữa là CO nè, C gì nữa là C6H4 với gì nữa CL. Thì ở đây nó có gì nữa, nó có một cái gốc mà CL nó trực tiếp vào trong gì nữa là trong thị phần của mình. Còn Gamfibrozil thuốc này hiện nay nó là thuốc mới nhưng mà được ứng dụng đưa vào từ gì nữa, ở ở Việt Nam nó sử dụng phổ biến từ năm 2014 hay 2015 gì đó là đã có gì nữa sử dụng Gamfibrozil rồi. Với phenofibrat nha, nếu biết đầy đủ thì người ta sẽ có gì nữa công thức này, và người ta sẽ đọc cái giữa tên công thức này dựa vào các cái nhóm chất mà gắn kèm theo. Do đó các bạn thấy nè, công thức này chúng ta clo là nó gắn trực tiếp với C thì 6 gì nữa 4 vào với CO nè. Đây còn này người ta gọi là gì, người ta gọi là nhóm benzoin. Khi mà chuyển phân nhóm benzoin thì ta có gì nữa là acid benzoic và chuyển thành cái acid benzoic này. Rồi tiếp theo là gì? Là nhân thơm nè. Đây. Vị trí của gì nữa là nhân thơm. Rồi clo hữu cơ và clo là nó gắn trực tiếp vào trong gì nữa à? Trong vòng. Chúng ta còn có một góc của gì nữa à? Este là nó nằm ở cái này. COO nè. Đây. Do đó ta sẽ có gì nữa à? Cả ứng điện tính của nhóm gì nữa chứ? Este. Còn xác định về gì nữa định lượng thì người ta sẽ xác định bằng phương pháp là trung độ và trung hòa là gì? Công dụng của phenofibrat nha, để điều trị hạ gì nữa mỡ máu đó. Nhưng mà đối với những người mà gì nữa là những người nào mà ở dạng là tăng nguyên huyết máu loại 3 thì sử dụng gì nữa phenofibrat thì nó sẽ gì nữa hiệu quả trong gì, trong điều trị cái gì vậy muốn gì nói. Bốn nhóm phenofibrat này nè, lưu ý là nó sẽ xảy ra tác dụng phụ nha, sử dụng lâu ngày vài tháng thì tác dụng phụ của gì nữa nhóm này nó cũng cao kèm theo nè. Trường hợp mà hay gặp nhiều nhất đây có thấy không, thường gặp nè ADL nè, đúng là trong khoảng 100 người sử dụng thì gì nữa nguy cơ là nhiều hơn một người chúng ta sẽ có bị gì nữa tác dụng phụ này. Trong đó tác dụng phụ mà hay gặp nhiều nhất đó là cơ, ở cơ nha nó sẽ gây gì nữa, nó gây đau nhức cơ nè. Rồi chưa kể trên gan nó sẽ gây tăng gì nữa, chân samina nó thay đổi gì nữa ở gan, hay là người ta gọi là tăng gì nữa, tăng cái men gan nè. Cho nên đối với những người nào mà rối loạn về gì nữa mỡ máu nhiều thì bắt buộc là gì nữa, khi mà mình gặp đối với các cái triệu chứng này nè, sử dụng thuốc á, gặp những triệu chứng này thì mình phải gì nữa, thứ nhất là theo dõi về chức năng gan, và thứ hai là xem coi nó có thoái hóa về cơ hay không, nó gây đau nhức cơ trong quá trình gì nữa là sử dụng hay không. Vì vậy mà đối với gì nữa phenofibrat nha, để gì nữa chỉ định sử dụng thì mình không được gì nữa là sử dụng cái quá chỉ định của nhóm này, tức là trong những bệnh mà thì nó tăng lên huyết máu và đặc biệt đối với loại 3 thì mình mới gì nữa mới sử dụng đối với là fibrat, còn không thì mình sẽ sử dụng các nhóm mà gì nữa hiệu quả hơn, ví dụ như là đối với statin. Cái biện dược mà được biết nhiều nhất đối với của gì nữa phenofibrat là đó là limonene. Biện dược này chúng ta sẽ có rất nhiều các cái
lượng 145mg, chúng ta có hàm lượng 160mg. Rồi chúng ta có hàm lượng bao nhiêu nữa à? 200mg à, trong điều trị. Muốn mà về tăng hiệu quả điều trị thì chúng ta sẽ có một dạng phối hợp nữa của phenobarbital với lại nhóm gì nữa, statin. Mà ở đây chúng ta sẽ phối hợp là rosuvastatin và cái gì nữa à, trong điều trị. Gemfibrozil nha, nó là gì? Nó là thuốc mới. Đối với công thức của gemfibrozil, nó khác so với gì nữa à? Nó khác à? So với công thức của gì nữa? Phenobarbital là về cái vị trí mà gì nữa? Ô là C2 là nó với gì nữa à? C nó có xếp 3-2 lần rồi nó tới nhóm gì nữa à? COH. Cho nên công thức này mặc dù nó gần giống và nó tương đồng như là gì nữa à? Thuốc rác. Nhưng mà cái cơ chế của nó thì là hiện nay nó vẫn còn gì nữa được nghiên cứu, và nó thấy người ta nhận thấy rằng là nó có thể gì nữa ức chế cái sự mà gì nữa giảm hấp thu axit béo ở gan, vì vậy mà gì nữa gan của mình nó giảm tổng hợp cái hàm lượng gì nữa cholesterol lại, do đó nó liên quan đến gì nữa có thể sử dụng cho những người có mức gì nữa lipid máu cao. Và trong cái gì nữa cái liều mà khi sử dụng của gì nữa gemfibrozil á, có thể sử dụng liều cao là 600mg trên một lần, và một ngày về các bạn có thể gì nữa sử dụng hai lần. Nó là thuốc mới nha, biệt dường được người ta biết đến nhiều nhất của nó là Lubix, hàm lượng là 300mg và gì nữa 600mg. Thuốc thường nhóm thứ ba đó là dựa cholestyramine. Cấu trúc của gì nữa công thức này thì nó gần giống như là cấu trúc của các nhóm gì nữa polymer. Rồi các bạn thấy cấu trúc này là hầu như là gì nữa nó giống so với cấu trúc của gì nữa polymer, cho nên để mà gì nữa sử dụng dựa cholestyramine trong gì trong về điều trị về gì nữa chỉ định về điều trị về mỡ máu á, thì người ta gì nữa người ta sẽ ít sử dụng hơn là so với gì nữa các nhóm khác. Và chủ yếu là như nào, khi mà mình giải độc trong các trường hợp như bệnh nhân mà ngộ độc với gì nữa các thuốc mà có nguồn gốc là acaloid hoặc là các thuốc mà gì nữa có nguồn gốc từ tiwitalin nè, thì mình sẽ giải độc trong những trường hợp ngộ độc này. Rồi ngoài ra thì người mà có nồng độ gì nữa oxalat trong đường tiểu cao thì bắt buộc mình sẽ sử dụng cái gì nữa cái liên kết đi giao sắc phụ axit mật nè ở ruột nè, để gì nữa để đào thải đối với các cái chất độc đó ra, và mình sẽ đào thải từ cái gì nữa cái oxalat đó ra khỏi gì nữa khỏi tinh thể. Rồi nhựa cholestyramine nha, nó là một cái chất phải gì nữa nó là một cái chất có cấu trúc giống như là gì polymer, cho nên đối với gì nữa những cái sản phẩm mà từ nhựa cholestyramine nè, đây là những cái dạng sản phẩm là gì nữa nó tan gì nó tan vừa ở trong nước, cho nên dạng bào chế của nó là mình gì nữa chủ yếu là mình sẽ sử dụng ở dạng là bột pha hỗn dịch uống nè, người ta sẽ sử dụng dưới dạng là bột pha hỗn dịch uống nè, trong đó gì nữa không uống dưới dạng bột khô bởi vì nó có tính gì liên kết hấp thụ vào á, cho nên không uống dưới dạng là bột khô nha. Còn những cái vitamin nào hoặc là các thuốc khác ở đường tiêu hóa để tránh cái trường hợp là tương tác thuốc á, thì ta sẽ phải cách gì nữa cách sai cái thời gian mà khi sử dụng ra đối với những thuốc này. Một gói của gì nữa là cholestyramine là khi mà mình sử dụng để pha thì nó gần giống như là gì nữa là cái vitamin C mà phổ của mình á, để mình gì nữa mình sử dụng bằng đường gì nữa đường uống mà màu nó gần gì nữa nó gần giống vậy. Rồi nhóm cuối cùng đó là các cái gì nữa là statin. Rồi đối với gì nữa statin thì cái nhóm này chúng ta có gì nữa rất nhiều các tên thuốc nó liên quan đến gì nữa cái gì chữ là statin này nè, hàm lượng nó cũng sẽ có rất nhiều các loại hàm lượng khác nhau từ 5mg là 10mg 20mg và gì nữa 40mg. Trong công thức thuốc nó cũng sẽ có gì nữa có các cái độc phân, là bởi vì gì nữa những cái công thức này là hầu hết là sẽ có nhiều cái vị trí mà nó có gì nữa carbon đối, vì vậy người ta sẽ có độc phân để sử dụng khác nhau. Tại sao người ta lại sử dụng nhóm gì nữa là statin nhiều? Bởi vì cái gì nữa những cái tiêu chí mà sau đây được gì nữa là được lựa chọn. Tiêu chí thứ nhất là gì nữa là nó cải thiện tích cực các cái chỉ số mà gì gây sơ vữa,
tim mạch, ví dụ như sơ vữa các động mạch vành, mình nhận thấy rằng là gì có dấu hiệu của các mảng sơ vữa nè, thì chúng ta có gì nữa, ta sẽ sử dụng thuốc để điều trị để làm đào thải cái lượng gì nữa cholesterol xấu đó thì nó ra không. Rồi nó hầu như là các nhóm này, tức là nhóm statin nè, nó an toàn ở trên gì, trên gì nữa, trên thận nè, trên gan, gãy bên trên những bệnh nhân bị gì bị tiểu đường đó, trên những cái đối tượng mà có gì nữa bệnh lý về gì, bệnh lý về gan, bệnh lý về thận hoặc là bệnh gì nữa, bệnh đái tháo đường thì mình vẫn có thể sử dụng một nhóm gì nữa, nhóm statin. Nhưng mà đối với nhóm này khi sử dụng thì lưu ý là gì, lưu ý là cái độ tuổi nha, tuổi gì nữa của nhóm statin nè. Thuốc đầu tiên mình có đó là gì nữa, avacostatin. Đối với thuốc này thì định tính là chúng ta chỉ gì đó sử dụng cái phương pháp là đo gì đó, đo ung quê thôi. Định lượng thì người ta sẽ xài dựa vào sắc tí nữa, sắc tí lỏng người nâng cao hoặc là đo quang phổ và không chỉ riêng gì nữa là avacostatin nha, mà cả nhóm statin thì nó ức chế gì, nó ức chế các enzyme phụ HDL-CoA theo cái gì nữa là cơ chế sau. Chúng ta có gì nữa là cái enzyme là HDL-CoA reductase, nó xúc tác cho việc phản ứng từ HMG-CoA này để tạo nên gì, acid mevalonic, và chất này nó là một trong những chất mà để tạo thành mevalonate là glucosamine, nó là tiền chất của gì nữa cholesterol để nữa tham gia vào quá trình tổng hợp nên gì nữa cholesterol trong gì nữa trong cơ thể, rồi sau đó sẽ được gì, được dự trữ ở dưới các mô mỡ, được dự trữ ở dưới gì nữa dưới gan để mà sử dụng nhóm statin. Đây là thuốc ức chế enzyme phụ, tức là nó sẽ cạnh tranh đối với cái enzyme này à, nó gắn vào trong cái quá trình mà từ HCl-CoA để tạo ra acid mevalonic. Vì vậy mà sử dụng nhóm gì nữa là statin thì sao, nó sẽ làm giảm cái quá trình sinh tổng hợp cholesterol trong cơ thể, vì vậy mà cái lượng mà gì nữa là cholesterol nó tạo gì, nó hình thành lại gì nữa, tức là nó vẫn có quá trình tổng hợp cholesterol nhưng mà quá trình sẽ bị gì nữa là chậm lại. Do đó đối với nhóm statin nha, khi sử dụng mà cái lượng mà LDL, tức là cái lượng tích lũy cholesterol á trong cơ thể nó từ gì nữa à, nó sẽ giảm từ 20-60% khi mà sử dụng nhóm statin. Rồi cái gì nữa cái lượng mà gì HDL, tức là nó sẽ làm tăng cái nồng độ HDL này nè từ 5-10%, tức là tăng cái lượng phân gom. Rồi bên cạnh đó các thuốc trong nhóm nó còn làm gì, làm giảm cái lượng triglycerides trong huyết tương bằng cách là nó thải từ cái gì đó VLDL ra, và cái lượng gì đó lipoprotein có tỷ trọng thấp này được thải trừ thì nó sẽ là từ 10-33%. Cho nên đối với gì đó giữa thì nhóm mà gì đó vitamin BB với lại là nhóm statin mà sử dụng trong điều trị thì cái nhóm statin nó sẽ gì đó hiệu quả hơn là so với gì đó vitamin BB trong quá trình mà điều trị bị thải gì đó máu máu từ cái lượng này nè, nó thải từ gì đó nó làm giảm từ 20-60% cái lượng gì đó máu máu trong cơ thể. Những cái trường hợp mà gì đó ta sử dụng đối với avacostatin trong gì, những trường hợp nào tăng cholesterol máu như thế, hoặc là trong cái trường hợp là gì đó gia đình của mình này mà có gì đó tăng cholesterol máu đồng bệnh viện hoặc tử, đặc biệt là đối với gì đó gia đình nhà có nguy cơ, tức là ba mẹ mình có gì đó nguy cơ bị gì tăng cholesterol máu thì con cũng sẽ có gì đó nguy cơ tăng theo. Ngoài điều trị về tăng cholesterol máu còn sử dụng gì nữa à, nhóm statin này để dự phòng các cái tai biến về mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc là gì nữa điều trị về gì các cái mảng sơ vữa gì nữa à, sơ mạch. Tác dụng không mong muốn của nhóm statin nha, nó nhiều hơn là so với gì nữa à, so với nhóm huyết áp chỗ nào, ngoài cái gì nữa à, đau cơ quan nó gây gì nữa à, đau khớp à, nó còn các trường hợp là tăng gì, tăng mangan, mà cụ thể là đối với gì nữa nhóm statin nó tăng gì nữa là mangan là cao gấp 3 lần so với gì nữa người bình thường đó. Nhưng mà khi mình thì mình ngưng thuốc á thì người ta sẽ phải đánh giá lại cái chức năng mangan này nó có bình thường trở lại sau khi mình gì nữa
trường hợp những bệnh nhân nào nếu gì nữa mình tăng men gan nhiều quá, tức là tăng vượt quá ngưỡng mà nhiều hơn 3 lần thì người ta sẽ có những cái phác đồ và hướng dẫn cái điều trị nào. Mình dừng cái gì đó, dừng cái việc mà sử dụng statin lại khi mà tăng trên gì nữa ngưỡng 3 lần. Tức là mình sử dụng gì nữa kiểm tra men gan nè, trong gì nữa 12 tuần điều trị, tức là trong khoảng 3 tháng đầu điều trị. Nếu mà cái lượng men gan nó tăng lớn hơn 3 lần, ta sẽ có hướng xử lý như thế này. Rồi cái lượng men gan mà nó tăng nhỏ hơn 3 lần thì chúng ta cũng phải có gì nữa cái hướng tăng điều trị như thế này. Do đó mình thấy đối với gì nữa, khi mà cái lượng men gan mà tăng nhiều quá thì người ta sẽ phải dừng lại để người ta kiểm tra lại nữa, chức năng gì, chức năng gan hoặc là cái nguyên nhân nào mà nó phải dẫn đến là nữa tăng men gan. Nguy cơ mà người ta sợ nhiều nhất là gì? Là cái nguy cơ mắc các chứng viêm cơ quan nè, khi dùng gì nữa dùng statin đó. Cái nguy cơ này là cái nguy cơ mà người ta gì nữa rất là sợ luôn. Trong đó nè, các thuốc mà dùng đồng thời nè, ở dưới đây nè, đây là những cái nhóm mà có khả năng là gì nữa tăng nguy cơ tiêm cơ quan khi sử dụng chung với gì nữa an hợp hóa statin hoặc là một cái gì nữa statin cố định. Các cái bệnh lý mà về gì nữa mắc kèm này thì người ta cũng phải gì thận trọng khi mà gì nữa sử dụng đối với cả gì nữa nhóm statin này. Dạ. Thời gian sử dụng nó sẽ đánh giá cho cái bệnh phải gì nữa có tiêm gì tiêu cái chứng mà tiêm cơ quan không. Rồi tiếp theo là lứa tuổi. Dạ. Với cái lứa tuổi mà trên gì nữa trên 70 thì lúc này thì cũng quá trình là thoái hóa cơ nó bắt đầu gì nữa nó xảy ra rồi. Vì vậy mà gì nữa để tránh trường hợp là tiêm vân vân ra thì cái đối tượng nào trên 70 là cái đối tượng ta phải gì nữa cân nhắc nhiều nhất. Và cái liều của gì nữa liều cao ví dụ như đối với gì nữa sử dụng simvastatin cái liều nó từ lớn hơn gì nữa bằng 40mg trên một ngày nè cũng có khả năng là tăng gì nữa nguy cơ cao. Một số cái hàm lượng mà phổ biến của gì nữa là simvastatin hay sử dụng là nó là 10mg à, 20mg à, vậy gì nữa à, 40mg. Cái liều dường mà của ai còn bắt ta tiêm mà của gì nữa à, Pfizer mà nó có gì nữa nó có tiếng á, nó có tên là Lipitor á. Restore là của gì nữa à, Rosuvastatin. Cho nên đối với gì nữa
chỉ định phốn gì đó, rosuvastatin cũng đặc biệt thẳng là đấy. Giờ trong những trường hợp nào ở những người có gì đó nguy cơ cao là giờ mình sử dụng để làm gì để phòng ngừa các bệnh hay gì nữa tim mạch hoặc là gì đó điều trị về gì rối loạn li huyết bất thường, lưu ý nha, rối loạn li huyết bất thường. Chứ còn những người ta đã xác định được cái gì đó rối loạn li huyết cấp hay là li huyết mạng rồi thì mình sẽ sử dụng thuốc khác mà không sử dụng gì đó rosuvastatin nha. Đó, bởi vì gì đó cái liều mà của rosuvastatin á nó là do gì, nó là do gì đó tác dụng này nó do liều dùng là quyết định. Liều cao hơn thì nó gì, nó cải thiện về cái nồng độ và về gì nữa à, li huyết ở trong gì nữa trong cơ thể, cụ thể là nó sẽ gì nữa à, nó sẽ hiệu quả hơn so với gì nữa atorvastatin, rồi nó gì đó nó hiệu quả hơn simvastatin cũng như là carvastatin đó. Nhưng mà cái tác dụng phụ của nó gì kèm theo nó cũng gì nữa à, phụ thuộc vào gì, phụ thuộc vào liều. Ở đây mình thấy trong chế phẩm nào mà có rosuvastatin thì FDA họ gì, họ bắt buộc là trong cái tờ hướng dẫn sử dụng á, người ta phải ghi cảnh báo về tác dụng phụ này để bệnh nhân mà bị rối loạn mỡ máu họ không lạm dụng đối với gì đó, đối với thuốc. Cái tác dụng phụ mà họ gì đó bắt buộc nhà sản xuất họ ghi á, đó là gì, đó là chứng tiêu cơ quan này, đó là chứng gì nữa, tiêu cơ quan mà. Ngoài ra ta sẽ còn một cái tác dụng phụ nữa là cảnh báo độc tính ở trên gì đó đường trên thận nào, và hai cái này là hai cái mà phải có gì đó ở trong cái tờ hướng dẫn sử dụng. Rồi người bị đái tháo đường giờ mặc dù nó statin nó là an toàn nhưng mà chỉ có một vài thuốc thôi chứ không phải nhất thiết là gì nữa, hầu hết các cái gì đó nhóm statin đều an toàn hết. Trong đó ở người bị đái tháo đường nè thì trong cái khảo sát á, người ta thấy rằng bệnh nhân đái tháo đường khi mà gì nữa sử dụng rosuvastatin thì cái nguy cơ mà gì nữa bệnh tiểu đường nặng thêm nó nằm ở gì đó khoảng 27% bệnh nhân đái tháo đường mà khi sử dụng rosuvastatin đó. Cho nên đó là những cái mà gì nữa tác dụng phụ mà gì lưu ý khi sử dụng gì nữa rosuvastatin. Rồi mới nhất đúng không? Mới nhất là gì? Mới nhất là đối với gì nữa Bộ Y tế người ta ra quyết định thu hồi cái hoạt chất mà rosuvastatin 40mg đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái gì đó, cái tờ mà hướng dẫn sử dụng của rosuvastatin á, nó chấm chỉ định cho gì nữa là bệnh nhân châu Á. Mà muốn giải thích về cái cơ chế chấm chỉ định cho bệnh nhân châu Á này nè, thì cái việc mà giải thích á, người ta sẽ giải thích dựa vào gì nữa kiểu đen của người châu Á. Nói gì nữa nó liên quan đến kiểu đen á, nó nhiều hơn, tức là giải thích theo cái gì đó cái xu hướng là kiểu đen. Vậy có gì đó người châu Á họ nó không đáp ứng được cái rosuvastatin với hàm lượng 40mg thôi, là còn người châu thì nữa ở châu Âu hoặc là người châu Phi họ không đáp ứng được đối với gì đó hàm lượng 40mg, cho nên bắt buộc là trong cái thời gian sử dụng của thuốc á chống chỉ định cho những bệnh nhân thì nữa ở châu Á nó tăng cái việc mà phải chuẩn cơ nó lên. Chống chỉ định tiếp theo là bạn cũng phải để ý mà những bệnh nhân có yếu tố về gì nguy cơ tiêu cơ quan, được chưa? Đó. Gia đình có tiền sử về rối loạn cơ bắp duy trì nè, rồi chưa kể là tiền sử độc tính cơ bắp nè, đối với ức chế chống mà gì nữa ức chế may HCN, COA thì chúng ta rồi đó bây giờ rất nhiều các gì nữa khuyến cáo. Rồi rosuvastatin mình gì nữa chống chỉ định khi sử dụng đồng thời đối với huyết áp và bệnh sử dụng niacin. Những cái tình huống mà gì nữa nó tăng cái nồng độ rosuvastatin xảy ra là bắt buộc chúng ta phải gì nữa đưa vào khuyến cáo luôn.